Xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là một cây cần thăng. Mình mua cũng rất lâu rồi, rẻ thôi. Hôm nay mình sẽ khai phá cái này xem có điểm gì hay ở cây này không nhé. Một cây cần thăng dáng siêu. Mua cũng khá lâu rồi. Cây tốt quá. Hôm nay mình sẽ phá cây ra xem cây này có gì không. Vì hôm nay cũng rảnh rỗi mà, thì cũng rất mong anh em ủng hộ. Cái cần thăng đặc biệt là rất là nhiều gai. Đây nhá các bạn nhá. Cái tề này thì mình mua rẻ thôi, có 2,5 triệu thôi. Phần gai này. Đó nhá. Trước đây có đợt rảnh rỗi thì mình cũng định ghép quất vào để chơi Tết. Nhưng mà thấy thân thế của cây này cũng đẹp. Hôm nay mình sẽ khai phá ra và sẽ bỏ bớt dây nhôm đi. Làm theo phương pháp cắt giật xem là cây này có vẹo gì không nhé các bạn nhé. Cái góc rất là nhiều. Nhặt ra xem là cái này có hay không nhá. Cái này bấm chắc phải đi găng tay các bạn nhá. Gai nhiều quá. Rồi, gai này. Không cẩn thận là đâm ngay. Đặc biệt cần thăng thì có thể ghép được với quất nhé các bạn nhé. Anh em nào mà thích ghép quất đào chơi Tết thì vào tầm tháng 5, tháng 6 gì đó, cái điểm nắng nó chẳng sao cả, ghép quất vào chơi vẫn đẹp. Cái này thì không biết cắt ra thì có gì không. Nhiệt gai thì rất nóng, nhiều quá. Thằng rất chi phải cẩn thận. Mình bấm xong cái này thì mình cũng chơi cây đậy gài đấy. Mình sẽ chỉnh sửa làm cây si nữa để các bạn cũng cố gắng đón xem. Ở cuối video xem cây cần thăng này có gì hay không nhé. Hôm nay không đi quay ở đâu, quay cho gia đình thôi. Vườn nhà mình cũng rộng, mới kê chuyển lại. Nên làm chắc phải lấy xô bỏ. Người nào dám phải gai không. Trong mình chăm sóc cây cần thăng này thì cần thăng nó ra cũng rất là nhanh. Các bạn cứ bấm sâu sâu vào một chút.
máu rồi. Các bạn cố gắng xem nhé, để sau ở cuối clip thì cây này có gì không. Nắm gài quá, làm cây rất khó. Để phá sâu rồi, để nó lóa vậy. Giật hết lại. Thì nhá, anh em xem lại nhé. Sau khi bấm sơ qua này, cây này cũng có đường chạy, đường bình rất rõ ràng. Đây là mặt sau này. Rất nắm gai nhé. Sau cũng mạch lạc, cây có đường chạy rất là uyển chuyển. Một cây cần thăng như thế này thì cũng vẫn đang còn phải tạo tác đấy các bạn nhé. Thì cũng rất mong anh em trên kênh của Trung Bonsai góp ý, đóng góp để cho Trung Bonsai được hoàn thiện hơn những tác phẩm trong vườn của mình. Tốt lắm.
Đây cũng là cây dưới hôm qua tranh thủ tối đi quay về mình cũng bấm qua rồi. Rất là đẹp. Bộ dăm của cây dưới này rất là hay. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo. Các bạn yêu mến kênh Chu Bonsai thì hãy nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh. Xin thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.